Hướng dẫn đầy đủ nhất về trồng Himalayan răng cửa. Vì sao trồng Himalayan răng cửa lại khó? Xin chào cô chú và anh chị, tôi là bác sĩ Bùi Văn Hưng, bác sĩ chuyên khoa cấy ghép Himalayan và phục hình răng tại nha khoa Lạc Việt Intech. Mất răng cửa có rất nhiều nguyên nhân, kể đến như là sâu răng, viêm quanh răng hoặc bị chấn thương vùng mặt do tai nạn. Việc mất răng không chỉ ảnh hưởng đến người mất răng cảm thấy là thiếu tự tin khi mà giao tiếp, mà còn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày như là khó ăn nhai, phát âm không chuẩn. Giải pháp tốt nhất cho tình trạng mất răng này là trồng răng Himalayan. Vậy hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu về trồng Himalayan răng cửa ngay bây giờ. Răng cửa là các răng số 1, 2, 3 trong cung hàm, nằm ở phía trước, lộ ra khi mà các bạn cười nói. Nhiệm vụ chính của răng cửa là cắn xé thức ăn. Mất răng cửa không chỉ làm suy giảm chức năng ăn nhai của răng mà còn ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của khuôn mặt. Bên cạnh đó, sau khi mất răng, xương hàm tại vị trí ổ răng không còn chỗ bám, sẽ tiêu dần, khiến cho chiều cao của sống hàm giảm dần, chiều ngang cũng hẹp đi, gây hiện tượng lão hóa sớm, cơ mặt dần chùm xuống, khiến gương mặt trở nên già và mất thẩm mỹ. Song song với các răng trên cung hàm có xu hướng giãn rộng về vị trí bị khuyết, lâu dài có thể làm hỏng khớp cắn tự nhiên của hàm, cản trở hoạt động nhai cắn. Do đó, bạn cần phục hình răng cửa đã mất càng sớm càng tốt. Trồng răng Himalayan răng cửa là phương pháp phục hình tốt nhất và thẩm mỹ nhất. Khi thực hiện phương pháp này, các bác sĩ sẽ dùng một trụ kim loại làm từ titanium thuần chất đặt vào trong xương hàm nhằm thay thế cho chân răng đã mất. Sau một khoảng thời gian nhất định, khi Himalayan hoàn toàn tích hợp với xương và bám chắc vào xương hàm thì tạo một chân răng mới có kết nối bền vững. Một trụ phục hình và răng sứ có thiết kế, có màu sắc, hình dạng kích cỡ giống hệt răng tự nhiên sẽ được bắt vít lên trên để hoàn thiện quá trình phục hồi. Vậy khi trồng răng Himalayan răng cửa thì cần lưu ý những điều gì? Thứ nhất, Himalayan vùng răng cửa là vùng giải phẫu khó. Răng cửa có sự khác biệt rõ rệt so với những vùng răng hàm hay vùng răng khối nhỏ. Điều này thể hiện qua những điểm sau. Thứ nhất, vùng xương hàm của vùng răng cửa có cấu trúc giải phẫu nhỏ hơn rất nhiều. Thứ hai, vùng cửa sẽ đặc thù, yêu cầu cắt khe về mặt thẩm mỹ. Chính vì vậy, việc đặt đúng một trụ Himalayan vào trục giải phẫu của chân răng là một điều rất quan trọng. Điều này đòi hỏi nha khoa và nha sĩ phải có kinh nghiệm lớn trong quá trình làm Himalayan, đòi hỏi phải phân tích cấu trúc xương tại vị trí vùng cửa, phân tích mô mềm, phân tích các yếu tố thẩm mỹ liên quan đến nụ cười của bệnh nhân. Theo tôi, như bác sĩ không đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết, việc đặt trụ Himalayan răng cửa sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm. Ngoài việc đào thải răng Himalayan vùng cửa có thể là gây đến mất thẩm mỹ, không đẹp, cũng như lộ cái phần cổ Himalayan. Thứ hai, quy trình trồng răng Himalayan phải đảm bảo 5 bước. Bước thứ nhất, bác sĩ thăm khám, tư vấn, chụp phim CT, kiểm tra xương hàm, tiến hành chụp phim CT 3D công nghệ hiện đại nhất hiện nay trên thế giới để kiểm tra chính xác mật độ xương hàm, chiều cao của xương, có độ dày xương hàm có phù hợp để đặt trụ Himalayan hay không, và lấy dấu mẫu hàm bằng scan 5D. Bước 2 là đưa ra kế hoạch điều trị, ký cam kết. Bác sĩ sẽ đưa ra kế hoạch cấy ghép Himalayan vùng răng cửa của khách hàng. Khách hàng sẽ được ký kết cam kết chữa trị bằng văn bản. Khách hàng được ký niêm phong dụng cụ, vật liệu mình đã lựa chọn để cấy ghép Himalayan vùng cửa. Bước 3, thực hiện cái Himalayan răng cửa. Phẫu thuật sẽ được thực hiện bằng việc bác sĩ nha khoa đặt Himalayan vào xương hàm. Mỗi đơn vị Himalayan được cấy vào xương hàm cần mất khoảng 15 phút để thực hiện. Tại mỗi vị trí khác nhau, đòi hỏi độ khó, tính phức tạp và thời gian thực hiện khác nhau. Sau khi cấy ghép Himalayan răng cửa, bác sĩ sẽ đặt cho bệnh nhân một chiếc răng tạm để bệnh nhân có thể ăn nhai và thẩm mỹ trong thời gian mà chờ đợi Himalayan tích hợp xương. Bước 4, trụ phục hình và răng sứ trên Himalayan. Sau khi mà trụ Himalayan đã tích hợp hoàn toàn với xương hàm, bác sĩ sẽ ứng dụng công nghệ DCT để lên một phục hình cá nhân hóa và răng sứ. Trụ phục hình sẽ đảm bảo phù hợp với lại vùng giải phẫu, nó giúp cho kết nối răng và trụ Himalayan. Lúc này răng Himalayan sẽ được đặt phía trên, có màu sắc y hệt như răng thật. Ngoài ra, công nghệ DCT giúp triệt tiêu những vùng tam giác đen cố hữu, đảm bảo tính thẩm mỹ, không rắt thức ăn khi ăn nhai. Răng Himalayan lúc này sẽ giống y đúc như răng thật. Bước 5 là tái khám. Sau khi hoàn tất thì bệnh nhân lưu ý là tái khám theo đúng lịch của bác sĩ. Thứ ba, ghép xương khi mất răng cửa. Nếu bệnh nhân mất răng cửa lâu ngày dẫn đến tình trạng là tiêu xương hàm, tiêu xương ổ răng, bắt buộc phải tiến hành ghép xương, đợi vết thương lành, đợi xương lành hẳn thì mới có thể cấy ghép răng cửa, thường mất thời gian từ 3 đến 6 tháng. Tổng kết video hôm nay, tôi muốn hướng dẫn đầy đủ nhất về trồng răng Himalayan răng cửa. Vì sao trồng răng Himalayan răng vùng cửa lại khó? Đây là những đánh giá dựa trên nghiên cứu y khoa và hy vọng giúp cho mọi người có cái nhìn khách quan nhất về việc cấy Himalayan vùng răng cửa. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu muốn tìm hiểu thêm về nha khoa Lạc Việt Intech và các công nghệ dịch vụ đi kèm, hãy liên hệ cho chúng tôi qua thông tin chúng tôi để bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.